Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, đoàn đại biểu của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến hành trình dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại một số tỉnh miền Trung nhằm tri ân những người con ưu tú của đất mẹ Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cùng đi có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đoàn đã tới dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ, tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chung sức chung lòng mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đã thỉnh chuông tưởng nhớ, đặt vòng hoa, dâng hương, kính cẩn tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của cả nước và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Ninh Bình có hàng vạn người con ưu tú lên đường chiến đấu ở các chiến trường. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 265 liệt sĩ con em Ninh Bình đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn, để ghi nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, tháng 2 năm 2017, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã quyết định xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình thay cho nhà bia cũ đã xuống cấp tại đây. Công trình được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhà bia tưởng niệm là công trình có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, thể hiện đạo lý và truyền thống uống nước nhớ nguồn, là tấm lòng tri ân, tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đoàn đại biểu của tỉnh đã trang nghiêm làm lễ thỉnh chuông, đặt vòng hoa và kính cẩn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Hiện nay tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 có 96 liệt sĩ là con em Ninh Bình. Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Ninh Bình tại đây cũng đã được tỉnh đầu tư xây dựng từ năm 2014. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu của tỉnh bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua, phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và tri ân đối với người có công với cách mạng, quan tâm giáo dục các thế hệ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của cha ông, đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng quê hương cố đô Hoa Lư, Ninh Bình ngày càng phát triển để xứng đáng với sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, quân dân ta đã đập tan tuyến phòng thủ chiến lược mạnh nhất của Mỹ Ngụy và giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Những ngày đó, thành cổ bị biến thành một chảo lửa nóng bỏng. Quân địch đã trút xuống đây hàng trăm nghìn tấn bom đạn, gần như san phẳng toàn bộ thành cổ cùng cả thị xã Quảng Trị. Trong lửa đạn khốc liệt ấy, quân và dân ta đã bền bỉ chiến đấu, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, gan góc, táo bạo, dũng cảm, mưu trí, lần lượt bẻ gãy các cuộc tấn công của địch. Thành cổ Quảng Trị trở thành một ngôi nhà chung, là nơi an nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống nơi đây vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Về thăm thành cổ, dâng hoa và thắp nén hương cho các liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã được nghe kể về cuộc chiến đấu bi tráng, sự hy sinh quả cảm của bộ đội, chiến sĩ năm xưa qua lời thuyết minh của các hướng dẫn viên. Mỗi người trong đoàn đều xúc động, rưng rưng khi được về viếng thăm các anh hùng liệt sĩ, đặt chân lên mảnh đất mà mỗi bước đi, mỗi ngọn cỏ, nhành hoa đều có xương máu, hương hồn của các anh năm nào. Ghi sổ lưu niệm tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh viết: Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Ninh Bình đời đời ghi nhớ biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc nhân dân. Đoàn đại biểu của tỉnh đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lập thuộc xã Đồng Lộc,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và khu di tích lịch sử Chuông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Những nơi này vừa là điểm tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ, đồng thời là điểm ghi dấu sự chiến đấu anh dũng và sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ thanh niên xung phong, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã và đang đổi thay, phát triển mạnh mẽ. Giờ đất miền Trung ruột thịt ngày nay đang tràn đầy sức sống, nhưng vẫn là nơi ghi dấu và chứa đựng biết bao huyền thoại thiêng liêng cao cả, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.